rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 10 ngày tới, thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông xác định người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Thần thánh phù hộ, chính vì thế con giáp này ăn nên làm ra, trúng mánh lớn, thuận lợi đủ đường, cực giàu có. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng 10 ngày tới kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý vị và các bạn đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Bính Thìn 1976. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và các bạn Bính Thìn 1976 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý vị và các bạn sẽ góp phần lớn lao đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý vị và các bạn Bính Thìn 1976 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển, Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Bính Thìn 1976 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đúng 10 ngày tới, thầy tử vi học chiêm tinh học phương Đông xác định người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Thần thánh phù hộ, chính vì thế con giáp này ăn nên làm ra trúng mánh lớn, thuận lợi đủ đường, cực giàu có. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống ngoài những niềm vui và may mắn thì sẽ luôn tồn tại những thử thách và khó khăn đến một cách bất ngờ. Có những lúc dường như mọi thứ đều êm đềm, thành công và hạnh phúc đến dễ dàng, nhưng bất ngờ tai ương có thể ập đến khiến con người trở nên trống rỗng, mất mát mọi thứ. Người sinh vào năm Bính Thìn 1976 thường được mô tả là những người ổn định, vững chắc và an toàn. Họ có tính bao dung, đáng tin cậy. Họ luôn biết cách đối xử tử tế và chân thành với mọi người xung quanh. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của quý mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý mà có được, còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Bính Thìn ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Quý mệnh dũng cảm kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình, nên sẽ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình, chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, cũng một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Kính thưa quý vị và các bạn,
và đặc biệt là quý mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, theo như thông tin mới nhất từ giới tử vi học được biết rằng, đúng 10 ngày tới thì tuổi Bính Thìn sinh 1976 sẽ công thành danh toại, cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới, không những có thể tạo dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, mà còn có thể tạo dựng được gia đình ấm no sung túc. Sau tất cả từ trung vận trở đi, con giáp này có trong tay tất cả, chỉ việc an nhàn hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Và để biết được vận trình cụ thể chi tiết đúng 10 ngày tới trong tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn diễn biến ra sao, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Bính Thìn 1976, có đặc điểm gì nổi bật. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, cho nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa, song lại đâu vào đấy, con người bộc trực, thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận. Họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Bính Thìn nên sống xa quê quán sẽ tốt hơn. Người tuổi này được thừa hưởng thừa kế của ông bà, cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có. Họ rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bả với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Bính Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn, áo mặc, được hạnh phúc suôn sẻ đầy đủ. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời Bính Thìn rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Tuổi Bính Thìn nữ mệnh rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung chân thành, vì vậy bạn bè người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn 1976, một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao quý mệnh sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ giấy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn kiên quyết,
nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Tuổi Bính Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách dị tha, khoan dung. Lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ, một cuộc sống đa sắc màu trực trở mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ, và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến quý mệnh gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Quý mệnh nên chú ý điều chỉnh mối quan hệ với những người xung quanh. Có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt, nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng. Nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn họ có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên nếu muốn sử dụng tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không quý mệnh sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thời nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính phô trương tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ, ngày càng giàu có sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Và tiếp theo sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong đúng 10 ngày tới. Vận trình của người tuổi Bính Thìn có thể đoán là một thời điểm không quá may mắn về các phương diện, tiến độ công việc trì trệ, không thể hoàn thành tốt và sớm nhất như quý mệnh mong muốn. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp cũng có những mâu thuẫn nhỏ trong công việc, cũng như những quyết định dự án trong công ty. Vì thế mà khiến cho môi trường làm việc của cả tập thể khó có thể vui vẻ, đồng nhất quan điểm khi làm việc trong thời điểm này. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp thì đường tài vận vẫn có những khoản thu về nhất định, chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Thứ tài vượng cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày trong một tháng nhiều hung tinh thế này. Hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn, quý mệnh lúc này cần cẩn trọng trong đầu tư kinh doanh. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Hung vận lớn cũng dễ gây họa huyết quang trong quá trình làm việc đi lại, quý mệnh nên đặc biệt chú ý. Ngoài ra, khi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, khó chịu,
cần lập tức đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Nếu để lâu bệnh tình nguy kịch thì việc chữa trị sẽ gặp khó khăn. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của sao chiếu mệnh và đoán định hung cát của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong đúng 10 ngày tới năm 2024, cụ thể và chi tiết như sau. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, theo tử vi đúng 10 ngày tới của 12 con giáp, nhận thấy cục diện tương phá thái tuế xuất hiện trong vận trình tháng mới của người tuổi Bính Thìn. Cảnh báo đây sẽ là một tháng nhiều vất vả và gian truân với con giáp này, tiến độ công việc trì trệ, mọi việc tiến triển ì ạch. Và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người, mà nên các mối quan hệ của quý mệnh cũng khó suôn sẻ như ý muốn. Do đó, quý mệnh cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, hành sự hết sức thận trọng, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi, lợi bất cập hại. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy ý chí kiên cường mạnh mẽ của con giáp tuổi Bính Thìn chính là điều đã giúp bạn vượt qua những trở ngại trước mắt. Không những thế, qua đây bạn còn học hỏi và rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm đáng quý. Chỉ cần quý mệnh cố gắng và nỗ lực, tin tưởng vào những gì mình làm thì chắc chắn sự nghiệp của quý mệnh sẽ vượt qua ngưỡng khó khăn và vươn tới một giai đoạn bùng nổ hơn. Tóm lại, tử vi đúng 10 ngày tới của tuổi Bính Thìn dự báo gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc và các mối quan hệ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố con người, khiến mọi việc tiến triển chậm trễ ì ạch. Tuy nhiên, ý chí kiên cường mạnh mẽ sẽ giúp tuổi Bính Thìn vượt qua những trở ngại, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nếu tiếp tục cố gắng nỗ lực và tin tưởng vào bản thân, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt được những thành công vượt bậc. Xét về phương diện tài lộc, trái ngược với vận trình công việc, tử vi tài vận tháng này của tuổi Bính Thìn có nhiều điểm sáng bất ngờ. Chính tài không có sự biến động do công việc đang gặp nhiều trục trặc, nhưng thứ tài liên tục mang tới may mắn và niềm vui bất ngờ. Thiên tài báo hiệu ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, dù tài lộc có nhiều thì quý mệnh cũng nên cẩn trọng trong đầu tư kinh doanh, đặc biệt tránh xa các trò may rủi, cờ bạc đỏ đen kẻo trắng tay. Tóm lại, tử vi thời điểm này của tuổi Bính Thìn có nhiều điểm sáng về tài lộc, mặc dù công việc gặp trục trặc, nhưng thứ tài liên tục mang đến may mắn và niềm vui bất ngờ. Ngoài nguồn thu nhập chính, tuổi Bính Thìn còn có thêm nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Khoản thu nhập này giúp tuổi Bính Thìn yên tâm trang trải cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, tuổi Bính Thìn cũng nên cẩn trọng trong đầu tư kinh doanh, tránh xa các trò may rủi cờ bạc đỏ đen. Theo cửu cung phi tinh, tháng lục bạch chủ tăng tiền tài lộc bay vào hướng chính nam, gặp ngũ tử chủ may mắn, hỷ khí tài đó. Đây được coi là phương vị các lợi về tài vận của bạn trong tháng. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tử vi đúng 10 ngày tới của tuổi Bính Thìn nhận thấy đường tình duyên của quý mệnh không quá sáng với người đã có gia đình. Con giáp này có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới trong cả công việc và cuộc sống, nên rất dễ khiến gia đình lục đục. Quý mệnh nên xem xét lại bản thân, đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không gây nên những chuyện dễ hiểu lầm. Tuy nhiên, mọi chuyện tiêu cực rồi sẽ trôi qua. Trong thời điểm này, bạn và người ấy có thể ngồi lại nói chuyện tâm sự, tìm ra vấn đề mà cả gia đình đang gặp phải, từ đó tìm cho cả hai những giải pháp tốt nhất để gia đình luôn được hạnh phúc và bên nhau. Tóm lại, vận trình tình duyên của tuổi Bính Thìn không mấy sáng sủa đúng 10 ngày tới. Người đã có gia đình dễ vướng vào các mối quan hệ phức tạp gây lục đục gia đình, cần xem xét lại bản thân và giữ khoảng cách phù hợp để tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, mọi chuyện tiêu cực sẽ qua đi, cả hai nên ngồi lại nói chuyện tâm sự, tìm ra vấn đề và giải pháp tốt nhất cho gia đình. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong đúng 10 ngày tới năm 2024 này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Nếu không sớm điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi, có thể sẽ gặp vấn đề về sức khỏe. Quý mệnh có thể gặp nhiều tình trạng bất lợi do lao lực. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, khó chịu, cần lập tức đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh, không nên để lâu bệnh tình nguy kịch. Đặc biệt, việc khám chữa trị chỉ là một phần nhỏ, phần lớn nhất là do chính bản thân xây dựng những kế hoạch hợp lý và khoa học, như việc ăn uống,
và rèn luyện thể thao mỗi ngày. Chỉ cần duy trì được những thói quen tốt, bệnh tật tự khắc sẽ tránh xa thôi. Tóm lại, đúng 10 ngày tới tháng 8 âm lịch năm 2024, sức khỏe của tuổi Bính Thìn có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ và mải mê với công việc. Lao lực có thể gây ra nhiều tình trạng bất lợi cho sức khỏe. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, cần đi khám sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Bệnh tật có thể tránh xa nếu duy trì được những thói quen tốt như ăn uống điều độ và luyện tập thể thao mỗi ngày. Và tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 8 âm lịch như sau. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 như sau. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp thì tuổi Bính Thìn có những quyết định trong chuyện tình cảm khiến bạn cảm thấy buồn hơn. Nhưng dù sao đó là những gì bạn muốn làm, vì thế đừng cảm thấy day dứt khi cảm xúc đi ngược lại xu hướng đám đông. Hãy tôn trọng cảm xúc thật sự bên trong bạn. Thiên quan xuất hiện vào ngày đầu tuần khiến bạn vô cùng lo lắng, nhưng may mắn là mọi việc không kéo dài và bạn lại tìm được niềm vui mới ngay sau đó. Để thực hiện được nhiều nhiệm vụ đã đề ra một cách hiệu quả trong cuộc sống, bạn cảm thấy gần như kiệt sức. Mọi nhẫn nại của bạn đều đã tiêu biến hết, và bây giờ bạn chỉ muốn quay lưng trốn chạy khỏi mọi thứ và giấu mình trong sự tĩnh lặng mà thôi. Tuy nhiên, đây không phải là cách mà mọi việc sẽ nên diễn ra. Quý mệnh nên đối mặt vấn đề mới mong tìm ra được giải pháp. May mắn là có sự tương trợ của sao Thiên Diêu mang lại cho quý mệnh. Có những ai đã vất vả theo đuổi sự nghiệp trong thời gian vừa qua, có thể nói bạn đang nhận được thành quả xứng đáng cho nỗ lực mà bản thân mình đã bỏ ra. Khẩu quyết, tâm trạng bí bách, suy nghĩ bế tắc ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc. Quý nhân, tuổi Tý, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn cam, trắng, con số may mắn 80, 34 và 11. Về tiểu kết, tuổi Bính Thìn có những quyết định trong chuyện tình cảm khiến bạn buồn, nhưng đó là điều bạn muốn. Đừng cảm thấy day dứt khi cảm xúc đi ngược lại đám đông. Thiên quan xuất hiện khiến bạn lo lắng, nhưng may mắn là mọi việc không kéo dài. Bạn cảm thấy kiệt sức và muốn trốn chạy, nhưng hãy đối mặt vấn đề để tìm ra giải pháp. Sao Thiên Diêu mang lại thành quả xứng đáng cho những ai đã vất vả theo đuổi sự nghiệp. Tử vi tuần 2 tháng 8 âm lịch, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch 2024. Sang tuần thứ hai này, quý mệnh cần cẩn thận với những lời nói đang làm tổn thương người ấy nhé. Con giáp tuổi Bính Thìn có những lời không chủ ý nhưng lại độc địa và khiến cho ai đó cảm thấy tổn thương. Đôi khi im lặng là vàng, đừng quên điều đó. Khi chính quý mệnh có được cảm xúc tích cực, bạn mới thật sự có những phút giây thoải mái và cảm thấy vui vẻ hơn với người đối diện. Khi có cơ hội mà chính quan đưa tới vào đầu tuần thì quý mệnh nên tận dụng tối đa, vì càng về cuối tuần bạn càng đối mặt với nhiều trở ngại. Vào lúc đó bạn không nên tiến hành việc quan trọng nào đâu nhé. Đời sống nội tâm trở thành trọng tâm của bạn trong tuần này, bởi vì thế bạn chẳng mấy quan tâm đến những ồn ào diễn ra xung quanh mình. Một vài thông tin thú vị sẽ đến và có thể gây ra sự bất ngờ cho mọi người, nhưng quý mệnh cũng chẳng bận tâm cho mấy. Đây là lúc để bạn làm điều gì đó mới mẻ và giúp mình được thư giãn trọn vẹn. Sao Thái Tuế hung tinh khiến tâm trạng của quý mệnh dường như không tốt một chút nào, nhất là khi mọi thứ chẳng điều gì diễn ra đúng ý bạn cả. Có lẽ quý mệnh sẽ tìm thấy sự thư giãn trong một chỗ tĩnh lặng nào đó chăng, hoặc quý mệnh có thể tìm đến ai đó, người mà bạn tin cậy để trút bỏ lòng mình. Khẩu quyết, chớ nên suy nghĩ quá lý tưởng khi mới chỉ gặp được chút may mắn. Quý nhân, tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mão, màu sắc may mắn tím, đen, con số may mắn 90, 33 và 18. Về tiểu kết, tử vi tuần 2 tháng 8 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Thìn cần cẩn thận lời nói kẻo làm tổn thương người khác. Đầu tuần có cơ hội tốt nên tận dụng, vì càng về cuối tuần càng gặp trở ngại. Đời sống nội tâm trở thành trọng tâm, không mấy quan tâm đến ồn ào xung quanh. Sao Thái Tuế hung tinh khiến tâm trạng không tốt, nên tìm chỗ tĩnh lặng hoặc người tin cậy để giải tỏa. Đừng nên suy nghĩ quá lý tưởng khi mới gặp may mắn. Tử vi tuần 3, đầu tháng 8 âm lịch, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 2024 như sau. Người tuổi Bính Thìn khá hào hứng chào đón tuần mới, và bạn chứa đựng năng lượng luôn tràn đầy trong công việc của tuần này. Bên cạnh đó có thể bạn gặp hoặc đọc được câu chuyện truyền cảm hứng khiến bạn cảm thấy tự tin hơn và có tham vọng hơn.
Những ngày giữa tuần, có một số người tuổi Bính Thìn thật khó khăn khi đối mặt với thương quan. Thậm chí có người còn nghỉ việc vì không thể nào chịu được áp lực hiện tại. Thực ra nếu bạn suy nghĩ tích cực hơn thì sẽ thấy không có vấn đề gì quá lớn lao cả. Sao Thiên Bình dự báo có sự cố bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể quý mệnh nên tìm cách để bản thân luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, vì việc đó thật sự quan trọng khi chúng hạn chế được phần nào rủi ro có thể xảy ra. Dù vượt qua được điều gì cũng đừng quá cao ngạo, hãy tỉnh táo nhận ra việc gì nên làm và tập trung thay vì nói lời khoa trương. Khẩu quyết: tài lộc có cơ hội thăng tiến, càng chăm chỉ thu về càng nhiều. Quý nhân: tuổi Dậu, tuổi Hợi, tiểu nhân: tuổi Tý, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 79, 33 và 19. Tóm lại, tử vi tuần 3, tháng 8 âm lịch năm 2024, người tuổi Bính Thìn hào hứng đón tuần mới với năng lượng tràn đầy trong công việc. Tuy nhiên, giữa tuần có thể gặp khó khăn, thậm chí nghĩ đến chuyện nghỉ việc vì áp lực. Nếu suy nghĩ tích cực hơn, bạn sẽ thấy không có vấn đề gì quá lớn lao. Sao Thiên Bình dự báo có sự cố bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào, nên chủ động trong mọi hoàn cảnh để hạn chế rủi ro. Khẩu quyết: tài lộc càng chăm chỉ càng thu về nhiều. Tử vi tuần 4 đầu tháng 8 âm lịch, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 âm lịch 2024 như sau. Cuộc sống của người tuổi Bính Thìn tuần này đã đi vào nề nếp, mọi thứ dần đi theo kế hoạch và khiến bạn cảm thấy an tâm hơn với những dự định trong tương lai. Nếu muốn thay đổi điều gì thì bạn cứ từ tốn nhé, không cần phải thực hiện điều gì đó quá đột ngột, vì chính quý mệnh cũng không đủ khả năng thích nghi. Đầu tuần mới mang thuận lợi cho bạn cả về tiền bạc lẫn vị thế trong công việc. Dù có gặp chút khó khăn nhưng nhờ tài trí mà bạn vượt qua hết được mọi vấn đề. Trong tuần này, may mắn là cuối tuần có thiên tài nên còn mang tới vận may và tiền bạc cho bạn. Phương diện tình cảm của người tuổi Bính Thìn lúc này không thực sự như ý. Bạn trở nên cáu kỉnh, bực bội với người xung quanh, bởi vì như thế chẳng khác nào bạn phá vỡ mọi quan hệ đấy. Hãy học cách để tương tác và cư xử khéo léo hơn. Đừng quên rằng sự nhẫn nại chính là chìa khóa. Hãy học cách đối diện thay vì bỏ chạy. Sao Giải Thần xuất hiện nên người tuổi Bính Thìn tuần này sống cảm xúc hơn. Bạn thường xuyên cảm thấy thương cảm với những mảnh đời khó khăn và đã có nhiều hành động nhằm hỗ trợ người khác. Bạn giúp ai đó không vì mục đích gì, ngoài việc mong muốn họ có cuộc sống sáng sủa hơn trong tương lai. Khẩu quyết: quan tâm hơn tới sức khỏe, học cách giải tỏa tâm lý, tự tìm kiếm niềm vui. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân: tuổi Mùi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: hồng, đen. Con số may mắn: 10, 44 và 29. Về tiểu kết, tuần 4 đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Bính Thìn có cuộc sống đi vào nề nếp, mọi thứ đều dần theo kế hoạch. Đầu tuần thuận lợi về tiền bạc và công việc, cuối tuần có vận may và tiền bạc. Tình cảm không như ý nên cư xử khéo léo và nhẫn nại. Người tuổi Bính Thìn sống cảm xúc hơn, thường xuyên giúp đỡ người khác. Quý vị và các bạn đang xem video, 10 ngày tới, thầy tử vi chiêm tinh học Phương Đông xác định người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thần thánh phù hộ. Chính vì thế con giáp này ăn nên làm ra, trúng mánh lớn, thuận lợi đủ đường. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý mệnh tuổi Bính Thìn hãy cùng chương trình điểm lại những diễn biến cuộc đời của mình từ lúc 18 tuổi để xem có đúng như cuộc đời của quý mệnh đã từng trải qua như vậy không nhé. Tuổi Bính Thìn là những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 18 tháng 2 năm 1977 dương lịch, cầm tinh con rồng, cụ thể là thiên thượng chi long, rồng trên trời. Chi tiết vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 theo từng năm như sau. Đối với nam mệnh tuổi Bính Thìn, từ 18 tuổi đến 30 tuổi, đây là giai đoạn quan trọng để bắt đầu xây dựng sự nghiệp, đối mặt với nhiều thách thức mới và tích lũy kinh nghiệm từ những trải nghiệm đầu đời. Từ 31 đến 35 tuổi, sự nghiệp và tài vận thường bắt đầu phát triển từ độ tuổi này, nhưng vẫn cần phải cẩn thận và thận trọng trong mọi quyết định kinh doanh. Năm 32 đến 33 tuổi, cuộc sống thường ổn định hơn, gia đình hòa thuận và bình yên. Năm 34 tuổi thường đánh dấu sự thay đổi trong nhiều mặt của cuộc sống, như công việc, gia đình hay mối quan hệ tình duyên. Đến 35 tuổi, công việc thường đã ổn định và phát triển, và tài lộc dần trở nên dồi dào hơn. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi thường đem lại may mắn,
Sự giúp đỡ từ những người bạn và quý nhân, mọi thứ thường thuận lợi hơn, công việc thường gặp nhiều thành công và kết quả tích cực. Năm 37 tuổi, mặc dù có thể gặp một số thách thức trong mối quan hệ tình duyên và gia đình, nhưng việc lắng nghe và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sẽ giúp giải quyết vấn đề. Năm 39 tuổi đến hiện nay thường mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc hơn, cuộc sống trở nên sáng sủa và không còn những lo âu hay phiền muộn. Đối với nữ mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ 18 đến 20 tuổi là giai đoạn quan trọng đánh dấu bước chuyển mình từ tuổi trẻ sang tuổi trưởng thành. Trong thời kỳ này, việc tập trung vào việc học là vô cùng quan trọng để tích lũy kiến thức và kỹ năng cho tương lai. Tuổi trẻ còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, dễ bị lợi dụng hoặc mất phương hướng nếu quá luống sâu vào các mối quan hệ tình cảm. Vì vậy, điều quan trọng là không nên lơ là việc học mà bỏ quên đi gia đình và bạn bè. Từ 21 đến 25 tuổi là thời điểm mà mối quan hệ tình cảm thường phát triển mạnh mẽ. Nếu để gặp được người phù hợp, đây có thể là cơ hội để xây dựng một mối quan hệ bền vững và ý nghĩa. Tuy nhiên, không nên quên đi tình bạn và gia đình trong quá trình này. Từ 26 đến 30 tuổi là giai đoạn mà nhiều người bắt đầu thấy sự nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung 10 ngày tới, thầy Tử Vi học, chiêm tinh học phương Đông xác định người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Thần thánh phù hộ, chính vì thế con giáp này ăn nên làm ra, trúng mánh lớn, thuận lợi đủ đường từ đội ngũ biên tập, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý vị và các bạn thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kinh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị và các bạn Bính Thìn, sinh năm 1976 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị và các bạn chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị và các bạn Bính Thìn, sinh năm 1976 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.